Soi One Piece Chap 1038 Tam kiếm giúp Zoro chống lại tử thần, đẳng cấp sức mạnh của Kid và Lo. Hello, chào mừng anh em đã đến với channel Hồ Sư One Piece. Chương 1038 đã chính thức lên sóng với những thông tin cực hot về chiến trường hiện tại. Ta cũng được thấy rất nhiều nhân vật comeback sau thời gian dài vắng bóng. Chiến trận hiện tại vẫn rất khó khăn cho Feta, dù các chỉ huy băng bách thú đã gục toàn bộ nhưng qua một số chi tiết nhỏ trong chương này, ta có thể thấy quân bách thú cũng rất mạnh, kể cả là bọn lính lác. Tình hình về cuộc chiến Big Mom vs. Kid và Lo cũng là nội dung chính trong chương 1038 này. Ngoài ra, tình trạng của các chủ chốt liên minh cũng được Oda hé lộ những thông tin mình đã gửi đến anh em trong bài Full Spoil. Nhưng hôm nay đã có bản chuyện chính thức và ta lại có thêm nhiều chi tiết thú vị, cũng còn nhiều điều chưa phân tích trong bài Spoiler. Nào, hôm nay anh em hãy cùng mình phân tích kỹ hơn về chương 1038 One Piece nhé. Bắt đầu thôi. Tên chương là Big Mom vs Kid lo nhưng khác với một số chương trước đó. Dù bị gọi tên, nhưng hai người anh của tôi chưa gục anh em ạ. À. Mở đầu, chúng ta có thể thấy Niji và Yonji bị nhốt trong quyển sách mà Nami cùng Luffy từng có dịp trải nghiệm. Ta có thể thấy những đứa con Big Mom đứng trước quyển sách, đặc biệt là có tên Oven, một người con cực kỳ mạnh mẽ dưới chướng mẹ lớn có lẽ những người anh em của Sanji cũng khó lòng đỡ nổi đám con mẹ lớn tuy nhiên với việc oda vẽ cảnh pudding đang đứng chắp tay với dáng vẻ lo lắng thì mình tin rằng cô sẽ giải thoát cho hai anh em của sạn onpage đang đi đến hồi kết với những cao trào tột độ nên những phần mini story như thế này có thể sẽ phổ biến trong những trang bài các chương sau đây cũng là một điều tuyệt vời khi ngoài diễn biến chính thì ta còn có thêm thông tin bên lề về những địa điểm khác ít quan trọng hơn trở lại với nội dung chính ta có thể thấy trận chiến giữa hai ninja bậc nhất xứ Wano vẫn đang diễn ra vô cùng kịch tính với sự đứng yên của cả hai nhân vật. Lửa đã bén vào người Raizo và Fuku, tên ninja dưới trướng Orochi đang la hét bảo Raizo giải thuật khống chế, nhưng vị cửu hồng bao lại say no. Với tình trạng hiện tại, thật sự không muốn, nhưng mình cho rằng Raizo sẽ hy sinh trong trận chiến này. Một cuộc chiến vĩ đại không thể thiếu những sự hy sinh anh dũng và cao cả. Oda lại là người rất tài tình trong việc tạo ra những cái chết vĩ đại. Cuối trận chiến, mình sẽ không bất ngờ nếu có vài người trong cửu hưởng bao phải từ trận. Ngoài ra, ta có thể thấy sự an toàn phá hoại của thanh niên Ất ơ Orochi và Kanzuro. Chính hai thành này đã tạo ra đám cháy lớn nhằm thiêu chết cả quân ta cùng quân Bách Thú. Tình hình cực kỳ căng thẳng khi lửa bao vây khắp nơi. Tầng nhà đổ sập xuống và Jinbe phải ở lại chống đỡ nhằm giúp các samurai bị thương có thể chạy thoát. Ta có thể thấy tuy hạ Husu tương đối nhanh với chỉ một vết thương ở tay, sau đó lặng trao nhiều chapter và khả năng cao chỉ đánh với đám lính. Thế nhưng, Jinbei vẫn bị thương khá nặng, có thể giải thích bằng việc ông phải carry cho phe ta và phải chống đỡ ngọn lửa, nhưng không thể phủ nhận sức mạnh của đám lính băng bách thú cũng là điều đáng phải nhắc đến. Và vẫn còn một chi tiết nữa trong chương này chứng minh sức mạnh quân Kaido là rất khá và mình sẽ nói đến nó ở phần sau. Trở lại với Jinbei, kỳ sĩ biển bị thương tương đối nặng. Ta từng dự đoán ông sẽ hỗ trợ chị Bin và đánh nhau với CPL. Nhưng với tình hình này, người lái tàu bằng mũ rơm không rảnh tay và cũng không có cơ hội đi tìm Robin. Thật sự khá khó khăn khi phải đối mặt với những kẻ ăn doan bên phe bách thú. Dù chúng có ăn phải smile lỗi thì nó vẫn giúp chúng có thêm sự châu bò. Nhiều khả năng Robin sẽ thật sự bị bắt và đó sẽ là ngòi nổ cho cuộc đụng độ giữa bằng mũ rơm và hải quân. Đến với Chopper, cậu đã hóa lại dạng bình thường và đang rất lo lắng cho Zoro. Đầu tảo thì đang phê như hít lá đu đủ rồi đang đối mặt với người đang được đồn là bố của anh. Vì nếu Zoro tuyên bố mình sẽ trở thành vua địa ngục, tự tử thần có thể là cha của anh chàng kiếm sĩ băng mu dơm. Thanh niên thần chết này định cầm phóng lợn và dần lưỡi hái để phang con mình vì tội chơi dại. đồ tí thôi, ta có thể thấy đây là lần đầu Oda cho một thứ tương đối tâm linh vào One Piece. Nhưng bộ truyện của chúng ta không phải Bleach hay Death Note, nên việc tử thần xuất hiện có khả năng là do Zoro đã bị thương quá nặng cộng với tác dụng phụ của loại thuốc anh sử dụng dẫn đến ảo giác hay nói đúng hơn là rổ đang sảng đá theo quan niệm phương tây cũng là nguồn gốc của tạo hình thần chết dạng bộ xương cầm lưỡi hài thế này thì thông thường những người sắp ra đi sẽ gặp phải tử thần rất rõ ràng tạo đã bị thương quá nặng nếu so với lần nhận toàn bộ sát thương thay luffy thì lần này mọi thứ còn nghiêm trọng hơn nếu có một tên lính bách thú nào thấy anh thì phải gọi là con cưng chuyến này hóa con ghẻ nhưng Oda đã set up cho Frankie đến chỗ Zoro, hai người họ đã khá gần nhau. Chủ tịch Chopper cũng đang đến, nhưng vấn đề là Tảo có chờ được đến đó không? Và liệu bác sĩ băng mũ sẽ làm gì để cứu được một Zoro đang đối mặt với cái chết? Trở lại với chàng kiếm sĩ băng mũ việc anh bị tử thần tấn công, hàm ý rằng anh vẫn có cơ hội chống trả, và người ta thường gọi đó là ý chí muốn được sống. Nếu Zoro đủ mạnh mẽ chống lại cái chết lần này, anh sẽ vượt qua giới hạn bản thân và đạt đến đẳng cấp cao hơn trong tương lai. Ngoài ra, đây có thể là cách Oda tạo tiền đề cho Zoro tiến đến trạng thái kiếm nhân hợp nhất và tạo ra hắc kiếm. Đến thời điểm hiện tại, trên thế giới chỉ có hai nhân vật tạo ra được hắc kiếm là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới Mihawk và thần kiếm xứ sở Samurai Ryuma. Chưa biết họ tạo ra hắc kiếm từ năm bao nhiêu tuổi, nhưng chắc chắn số trận chiến cũng như kẻ thù máu mặt mà họ đụng độ là hơn rất rất nhiều lần so với Zoro, người mới ra khơi vài năm và chỉ mới gặp vài kẻ thật sự có sức mạnh. Giai thoại về thần kiếm Ryuma là cực kỳ ấn tượng. Được biết, ông trải qua vô vàn trận chiến và nổi bật nhất là chém được cả rồng. Thế giới One Piece đến hiện tại chưa có dấu hiệu rằng loài rồng có tồn tại. Vậy có thể thứ Ryuma chém là kẻ ăn trái Uo giống với Kaido. Trong khi đó, Mỹ Hạnh được biết đến là người thường xuyên đỏ kiếm với Shanks, nhân vật trở thành tứ hoàng trẻ tuổi nhất. Sau khi tóc đỏ mất đi cánh tay hay làm chuyện ấy, mà chuyện đấy ở đây là cầm kiếm. Anh em đừng hiểu nhầm, Mỹ hạnh không còn hứng thú với xanh kể từ ngày ấy. Sau đó, anh tiếp tục đánh bại tất cả kiếm sĩ, đến khi trở thành độc cô cầu bại giới chơi kiếm, thì anh được tôn là đệ nhất kiếm sĩ. So với thành tích, thì Zoro thua xa hai người kia. Vậy làm sao Tả có thể tạo ra hắc kiếm? Câu trả lời có thể sẽ sớm được tác giả giải đáp thông qua việc tử thần xuất hiện và đang muốn mời Zoro sang thế giới bên kia lái taxi. Trước đó không lâu, thông qua thợ rèn huyền thoại Kujiburo, Oda đã ẩn ý về việc linh hồn trong kiếm. Sau đó. Khi Zoro đến chân tường trong cuộc chiến với King thì Enma lại như muốn giao tiếp với anh và giúp anh bộc phát thêm tiềm năng bản thân. Nếu mỗi thanh kiếm đều có linh hồn và bảo kiếm còn có linh hồn cực mạnh thì Tảo đang có tận 3 bảo kiếm trong tay. Nếu tử thần tấn công thì rất có thể những linh hồn trong kiếm sẽ giúp Zoro thoát nạn lần này anh em ạ. À. Ngoài những diễn biến về cựu con cưng, ta được thấy màn gặp mặt nhẹ để mở đầu cho cuộc chạm trán ở những chương sau giữa anh chàng Izo với hai tên Spiel, Usopp có lẽ đã mang Kiku và Kinemon đến nơi an toàn, để lại Izo dọn đám lính băng Bách Thú. Lúc nãy mình có nói về chi tiết khẳng định sức mạnh của quân Bách Thú, và nó nằm ở đây. Izo đã nói rằng, tuy chỉ là đám lính, nhưng chúng vẫn rất khá. Điều này lý giải vì sao Kaido lại ham muốn một băng ăn doan như vậy. Tuy có cả Smile, nhưng chúng vẫn đập nhau khá tốt, nên dù trong băng có nhiều chỉ huy tấu hài, nhưng Bách Thú Tim vẫn giữ vững vị thế băng đảng trình tứ hoàng. Việc Oda cho Izo đối đầu cả hai CPO cùng lúc là cực kỳ nguy hiểm cho vị cựu đội trưởng băng dâu trắng. Dù Izo rất mạnh, mạnh hơn rất nhiều so với cái danh chỉ huy sư đoàn 16, nhưng anh đã quá mệt mỏi sau trận chiến dài, trước đó còn là ăn hành bởi tứ hoàng Kaido. Giờ bỏ anh cân hai thì chắc chắn không thể. Usopp lại không có ở đây. Pha này anh tôi khó thoát. Đây cũng là cơ hội kiểm chứng sức mạnh thật sự của CPO. Nếu Izo mà bị hạ nốt thì đám này quá mạnh. Cộng với việc Jinbe đã bị thương như mình đề cập ở đầu video thì việc Robin bị bắt và ác Ernest Lobby phiên bản tổng bộ hải quân sẽ diễn ra. Nhưng Marco vẫn chưa thấy đâu. Hy vọng anh có thể giúp Iso. Vì dù hai tên CPO này có bị hạ, thì vẫn còn một tên sung sức chưa xuất hiện. Phải ta khó lòng cản hắn. Brook đã mạnh hơn nhưng chưa chắc đủ khả năng. Còn Robin thì bị thương nên khó tự bảo vệ mình. Về phần Yamato thì cô nàng đang đối mặt con quỷ lửa. Cô dường như cũng bất lực trước con Kazenbo vô định hình này. Ở video full spoil, mình đã có phân tích về chi tiết này. Theo đó, cần giết được Orochi, người được Kanzuro ủy thác làm chủ nhân của quỷ lửa, mất đi chủ nhân thì nó mới tan biến. Tuy nhiên, đó chỉ là giả thuyết cá nhân, ta vẫn còn cách giải quyết đơn giản hơn và đó là Mako, người sở hữu ngọn lửa đặc biệt. Anh từng dùng lửa xanh để áp chế homi lửa của mẹ lớn, mà con homi này có bản chất ngọn lửa khá tương đồng với Kazenbo. Đầu dứa lại đang tìm nguồn cơn của vụ hỏa hoạn, sớm thôi anh sẽ đến và hỗ trợ Yamato. Cuối cùng là spotlight sáng nhất đêm nay. Cuộc đụng độ của luật ve chai với Bích Thị Mong Cứ ngỡ hai người họ sẽ sớm gục khi mẹ lớn hóa trao và tự ăn một năm tuổi thọ của mình. Nhưng không, hai người họ vẫn còn trụ được đến hiện tại. Ta có thể thấy Oda vẽ kít mắt trắng dã, kề bên là lo, nhưng mắt của anh không được vẽ trong khung tranh này. Có thể anh đang vừa ngất chờ Bích Mâm sơ hở, cũng có thể Oda thích vẽ thế. Trở lại với nữ tứ hoàng, bà ta dọn dẹp luôn những thuyền viên bằng kít và lo. Sau đó nhìn về hướng đỉnh sọ và mẹ lớn dường như không cảm nhận được tình trạng bên trên. Bà ta đang thở dốc và đã than mệt anh em ạ. À. Không biết do Big Mom đã già yếu hay hai anh luật ve chai quá mạnh là mẹ lớn bị thương mà bà ta không thể hiện một haki quan sát nhạy bén so với những dân chơi như Kaido hay Luffy. Bằng chứng là Big Mom bị lo xuyên một phát từ tay trái đến tận mặt. Nhìn kỹ thì đây là năng lực đâm từ trái OP nên mới không chảy máu. Nhưng anh luật bồi thêm một cú khiến mẹ lớn hét lên. Dù vậy, ta có thể thấy bà ta vẫn đủ tỉnh táo để nhìn về kít và hỏi rằng anh ve chai vẫn còn đứng nổi à. Sau đó, Kit dùng năng lực tự tính tạo ra một con trâu hay bò gì đấy và tấn công bằng chiêu pang Conadio. Đòn này khiến mẹ lớn bay ra xa và hai anh tôi lại khiến vị nữ tứ hoàng khựng lại một nhịp trong quá trình lên đỉnh với thầy đô. Việc Big Mom bị cầm chân đến giờ là điều không tưởng. Thật sự, sức mạnh Kit và Lo là quá đáng nể. Trước đây, nhiều anh em hay so sánh Sanji với Kit Lo hay Zoro với Kit Lo và đa số cho rằng đôi cánh bằng mu dơm chả thua kém hai thuyền trưởng thuộc thế hệ tối tệ này nhưng nhìn lại tổng quan thì hai thanh niên này mạnh thật anh em ạ. À. Cầm chân một tứ hoàng nghiêm túc đến nhiều cháp như vậy là cả một kỳ tích. thậm chí khi còn chưa bộc phát ba khí cấp cao. biết đâu Oda lại buff cho thanh niên này thì mẹ lớn lại tấu hài thêm vài cháp. có lẽ trình của Kip và Lo đã ở cái tầm của những chỉ huy đội một mạnh nhất như Marco hay Ben. nhiều anh em cho rằng Marco dễ dàng bị bịch mâm túm cổ thì anh không thật sự mạnh. nhưng để ý kỹ thì mẹ lớn túm cổ đầu dứa nhưng lại bảo thằng con kết liễu thì chứng tỏ bà ấy đang tập trung haki để khống chế Marco. Mình không nghĩ bà ấy lại thử thằng con mình vì đám con Big Mom ai cũng cực kỳ sợ bà ta. Dự đoán một tí về tình hình trên đỉnh sọ, có lẽ thầy Đô vẫn chưa bị hạ. Tiếng giống mà Big Mom nhắc đến không chắc là tiếng hét ở chap 1037. Oda từng ngần ý về việc Luffy có gì một mình đứng trước hai đế hoàng. Nếu cây đô bị hạ thì điều đó khó xảy ra Nên mình vote cho thầy đô một vé làm giám khảo rap Việt trong chapter tới nhá Và trên đây là video soi chat 1038. Rất cảm ơn anh em đã xem video. Nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình. Chúc anh em có những ngày Tết vui vẻ và an lành. Goodbye.